anh muốn đi đâu xa, ai hôm nay anh muốn về nhà. Hôm nay trời sao nóng bức quá, em đang cần một ly nước đá. Đừng bắt em phải ra ngoài đường, em chỉ cần có bốn bức tường, mỗi đường hoa và một cái giường. Nếu ra đường chỉ có sức tính là nóng như cái lò, nóng 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 như cái lò, nóng như cái lò, nóng 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 như cái lò. Vào trang cá nhân của mình, ấn vào link tải, cài xong tìm ID Pana để nói chuyện với mình nha. Chỉ tiếc rằng em không là nàng thơ. Thể bỏ cũng không thể cất, không thể cất. Thằng bạn anh tức vì mình hút hết đống cỏ nó cất, đống cỏ nó cất. Thằng bạn em tức vì anh đang phát con nhỏ nó. Chỉ tiếc rằng em không là nàng thơ. Em chỉ việc quay lưng rồi đưa mông hết
về sau để cơ thể cảm nhận những phần cao nhất của nhau. Muốn đi em, có bao nhiêu anh cũng sẽ cho em hết. Tính ra em là người có lãi chứ em có mất gì đâu. Em muốn lãi chị. Đưa bàn tay cô khiến em nghiêng cảm xúc, bao nhiêu bao đêm đen đang chẳng tìm thấy lối ra. Sau lưng là tiếng nói yêu anh trong giấc xa, chỉ cần em yêu anh nói sao cha dần vội quên mong. Bài ca em viết sẽ không chỉ về đâu anh, anh yêu một ai còn sống đã chẳng bao giờ. Nếu có rời xa em mình thì em sẽ không còn nơi đây, những người yêu em sẽ không còn nơi đây. Em từ đến bên mà thôi em trai nhẹ đi những điều đâu mà nói buồn. Dù em giờ đây cô đơn mình em ôm giấc mơ. Bao đêm đến đang chẳng tìm thấy lối ra. Dù lòng là tiếng nói yêu anh chẳng dứt.